Cái bài ngày hôm nay thì tôi xin nói về kỹ năng mà chúng ta làm việc trong nhóm, bao gồm 3 kỹ năng sau đây: kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng họp nhóm và kỹ năng đóng góp ý kiến. Đầu tiên xin nói về kỹ năng giải quyết xung đột. Cái mâu thuẫn trong nhóm ấy là điều khó tránh khi mà chúng ta làm việc nhóm, bởi vì trong nhóm ấy có nhiều người, nhiều quan điểm, nhiều ý kiến, nhiều kể cả giới tính, dân tộc, vân vân khác nhau, thì cái quan điểm, cái góc nhìn nó cũng khác nhau. Do vậy chắc chắn là sẽ có trải qua cái sự xung đột rồi. Đấy. Thì làm thế nào để quản lý xung đột đây? Đúng không? Làm nào quản lý xung đột đây? Thì để mà quản lý xung đột ấy, nhóm cần phải giải quyết xung đột trước khi mà nó trở thành lớn. Điều đó là điều dĩ nhiên rồi. Tăng cường giao tiếp trong nhóm là hay. Cần tìm ra cái nguyên nhân thực sự để tìm ra giải pháp, đúng không? Linh hoạt để tìm ra cái giải pháp khác nhau cho cùng của một nguyên nhân, đúng không? Công bằng và chúng ta minh bạch trong cái vấn đề giải pháp, để tìm ra cái giải pháp giải quyết vấn đề. Mọi thành viên trong nhóm đều phải có cái thái độ là tôn trọng lẫn nhau và thông cảm thực sự với nhau. Muốn cho người khác xem xét cái vấn đề của mình thì cần phải xem xét cái vấn đề của người khác cả. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa nhé. Chúng ta muốn vấn đề của chúng ta được xem xét thì chúng ta phải xem xét vấn đề của người khác trước đã. Đấy. Cái điều đặc biệt quan trọng là nhiều người tỏ ra né tránh xung đột đấy, im lặng ngấm ngầm, cái đó không tốt. Chúng ta phải nhìn thẳng vấn đề và nói ra thì mới xây dựng được cho nhóm, mới thiết lập được cái mục tiêu cho nhóm. Xung đột là yếu tố phá hoại nhưng nó cũng là yếu tố giúp cho nhóm xây dựng hiệu quả công việc, giúp lôi kéo được người ta tham gia, giúp giải quyết được vấn đề, sáng tạo được vấn đề. Và sau đây tôi sẽ có đưa ra những cái cách mà chúng ta giải quyết xung đột. Thì bất kỳ cái xung đột nào mà bạn cũng sẽ trải qua 5 mức độ sau đây: mức độ không thoải mái, mức độ khó chịu, mức độ hiểu lầm, mức độ tức giận và mức độ khủng hoảng. Đối với từng mức độ thì chúng ta xác định và giải quyết một cách khác nhau. Cách đối phó với mâu thuẫn như sau, đó là chúng ta cứng rắn áp đảo. Trong trường hợp này thì nó là kiểu kiểu cá mập, tức là chúng ta thường ví con cá mập mà đối phương là nó áp đảo đối phương, buộc phải chấp nhận cái giải pháp cái vấn đề chúng ta đưa ra bằng cách là đe dọa, trấn áp, đè bẹp, đúng không? Cách này thì một bên luôn muốn áp đảo bên kia, muốn đặt quyền lợi của mình hay nhóm mình trước quyền lợi của nhóm khác. Nhóm này phải thắng trong tranh tranh chấp mới chịu, đúng không? Và cách thứ hai là cách né tránh. Cách này thì chúng ta thường cảm thấy bất lực và nó giống con rùa vậy, nó thụt vào mai để tránh cái sự va chạm, tránh sự đối đầu. Thì cách này thì không quan tâm đến nhu cầu của các bên, thua cũng không sao, thắng cũng không sao. Cách này dễ dễ tạo ra kết quả là các bên sẽ cùng thua. Cách xoa dịu thì các bên sẽ quan tâm tới mối quan hệ chứ không phải quan tâm đến kết quả quyền lợi. Vì vậy loại người, loại nhóm giải quyết xung đột theo kiểu này thường hy sinh quyền lợi của mình để giữ cho mối quan hệ thân thiện cho người khác, cho nhóm khác. Cái thứ tư là cách thỏa hiệp. Mỗi bên phải hy sinh một chút quyền lợi để đạt được cái quyền lợi khác. Họ sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp trung hòa để đôi bên cùng cùng có lợi, để tạo ra kết quả thắng hoặc là cùng thua. Kết quả cùng thắng hoặc là cùng thua, đúng không? Cái này cũng là khá tốt, nhưng cách tốt nhất là cái sau, cái tốt nhất là cách chúng ta hợp tác. Cái này coi trọng cả mục đích lẫn quan hệ, các bên hợp tác cùng nhau để tìm ra cái giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên, chú trọng đến sự đồng thuận, và tất cả bên phải sẽ cùng theo đuổi để tìm kiếm cái giải pháp tốt nhất cho bên cho các bên, nhưng mà cùng cho chỉ một bên. Cách này sẽ tạo ra được cái kết quả là cả hai sẽ đều thắng. Cái này rất rất tốt. Vì vậy
lý tốt xung đột ấy, thì thường ta thường theo bốn cách sau đây. Đầu tiên là chúng ta nhìn nhận xung đột là chúng ta coi cái vấn đề cần phải giải quyết, xác định rõ nội dung chi tiết của vấn đề. Được, chúng ta không nên quy kết giã nhãn tố cáo đối phương, đúng không? Sau đó mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe, sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình, phát hiện ra cái sự khác biệt của đôi bên, sẵn sàng hợp tác xây dựng về một cái chung. Và chúng ta sẽ cố gắng tiến dần đến sự thỏa thuận của cả hai bên, và sao cho hai bên cùng thắng là càng tốt. Và chúng ta nên tránh cái mâu thuẫn, không xây dựng gì được cho nhóm, không tạo ra được giá trị gì cho nhóm, mà chỉ nhằm mục đích lăng mạ, xì vả, phòng vệ cạnh tranh đối với người khác. Cái này không tốt, mà chúng ta phải hợp tác linh hoạt, mềm dẻo, khuyến khích giúp đỡ. Thì cái mâu thuẫn trong vấn đề xây dựng này, người trưởng nhóm đóng vai trò rất quan trọng. Người trưởng nhóm cần phải khách quan, công bằng về mục tiêu chung, cần phải giải quyết linh hoạt, nhẹ nhàng cho cả đôi bên, dựa vào các thành viên tích cực để quản lý và giải quyết mâu thuẫn. Như tôi nói trên đấy, mâu thuẫn nó có thể phá hoại nhóm, nhưng nó cũng có thể giúp nhóm. Nó phá hoại nhóm là nó khiến người khác hiểu nhầm, gây căng thẳng, giảm hiệu suất làm việc. Nhưng khi mà chúng ta vượt qua được cái giai đoạn mâu thuẫn nhóm ấy, tiến tới xác lập được cái mục tiêu cho nhóm, thì chúng ta sẽ thúc đẩy được cái ý kiến sáng tạo, đúng không? Giải quyết được cái vấn đề mà đưa ra đây, và loại bỏ được cái yếu tố tích cực, tạo cơ hội để mọi người có thể kiểm tra, trau dồi và giúp cho chúng ta sẽ làm việc tốt hơn. Chúng ta trao đổi những ý kiến, chấp nhận được cái ý kiến trái chiều từ phía đối phương, nhưng làm tốt đẹp, nhưng có thể đưa nhóm đến hướng đến mục tiêu thành công hơn, đúng không? Và các bước để giải quyết mâu thuẫn ấy, các bạn cần phải chú ý. Cái bước đầu tiên là phải xác định được cái loại mâu thuẫn đấy, nguyên nhân gây mâu thuẫn đấy, tránh quy chụp, tránh dán nhã bôi xấu người khác đấy. Và cái người trưởng nhóm đóng vai trò quan trọng trong cái bước này đấy. Bước thứ hai là chúng ta cần phải tìm ra giải pháp. Tôi bỏ qua cái bước 3 và bước 2 và bước 3 nhé, mà tìm ra giải pháp. Đấy, tìm ra thỏa thuận, giải quyết triệt để cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói đến. Thì khi mà giải quyết xung đột đấy, cần phải giải quyết khi mà nó nhỏ, tránh để nó lớn lên. Chúng ta còn phải công bằng, minh bạch trong cái vấn đề tìm ra giải pháp. Đấy. Chúng ta còn phải giải quyết cái vấn đề xung đột, chứ không phải là tìm cách chống lại nó, là tìm cách né tránh nó. Như tôi vừa nói, là chúng ta phải xem xét vấn đề của người khác trước, rồi mới đưa cái vấn đề của chúng ta để người khác xem xét. Nhóm trưởng thì cần phải linh hoạt, nhẹ nhàng. Đấy. Còn phải dựa các thành viên tích cực để quản lý. Tôi quản lý nhóm ấy, thì thông thường tôi thường thấy là người trưởng nhóm sẽ dựa trên cái ý kiến cá nhân để giải quyết mâu thuẫn. Cái này không tốt các bạn. Chúng ta phải dựa trên các thành viên tích cực, các thành viên hỗ trợ, các thành viên sẵn sàng vì mục tiêu của nhóm, đúng không? Để giải quyết thì nó mới tốt, thì nó mới thực sự là khách quan, thì nó mới minh bạch được. Đấy. Và bài học của chúng ta đến đây thì sẽ kết thúc. Và thông qua bài học này, chúng ta có thể biết được cách để chúng ta giải quyết xung đột. Và ở phần sau thì sẽ nói cái vấn đề mà chúng ta họp nhóm, cái vấn đề mà chúng ta sẽ cách chúng ta đóng góp ý kiến sao cho khỏi làm mất lòng bạn bè, khỏi làm người khác khó chịu.